món này rất là dễ ăn, ăn với cơm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu, mình mua hai miếng ức gà này, mình đã rửa rất là sạch. Hai miếng này là cỡ hai sao mấy đó, một củ cà rốt. Cái này là trái mốt của Mỹ, ba trái, hai cái trứng gà, chừng 10 cái trái ớt khô. Mà trên này mình đã ngâm giấm, tại vì ớt khô nó rất là khô, mình ngâm giấm loại giấm táo cho cái chất ớt khô này nó mềm lại một chút. Món hôm nay là món pha chicken. Cái nước sốt này là nó đã pha sẵn đặc biệt cho nhà hàng. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn, nếu các bạn đi chợ mua được cái nước sốt nguyên chất này thì các bạn có thể làm không mất thời gian. Còn nếu như các bạn không có nước sốt này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách pha nước sốt. Thì mình cần có dầu hào, dầu mè, bột năng, là nó chỉ có ba thứ này thôi. Dầu hào, dầu mè, bột năng với nước lạnh là để pha thành cái nước sốt của Kung Pao Chicken. Nếu như các bạn đi chợ mua được cái này thì các bạn không có mất thời gian, còn nếu không có thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái cách pha. Ok, thì mình đại khái đây là mình mua hai cái miếng ức gà thuộc về loại cỡ lớn đó. Thì khi mà tại vì mình lâu nêm nếm quen rồi, thành ra mình biết cái lượng nước sốt cho dùng dùng cho bao nhiêu gà thì nó cần bao nhiêu cái lượng nước sốt. Thì qua bên đây mình sẽ chỉ sơ về cái công thức mà pha nước sốt. Ở đây mình có một cái chén, ví dụ như hai miếng ức gà mình chiên giòn xong á thì mình sẽ dùng nửa chén dầu hào. Mình dùng nửa chén dầu hào, mình sẽ đổ vô một cái tô lớn như thế này. Nửa chén dầu hào, mình sẽ múc cái dầu hào hiệu này, mình múc nửa chén mình đổ vô đây, rồi mình pha thêm nửa chén nước lạnh vô đây, với thêm hai muỗng canh đường, hai muỗng canh đường với một muỗng canh bột năng, một muỗng canh dầu mè. Ok, thì ở đây mình dùng một cái cà rốt với ba cái trái mốt, này là mốt của Mỹ. Bây giờ mình sẽ cắt thịt. Đây thì mình cắt theo kiểu vuông vuông. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê tiêu với một muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh tiêu, nửa rồi rồi canh bột nêm. Mình trộn lên trước cho nó thấm, cho nó thấm ở trong cái thịt đó. Thường á, mình ớt kiểu này là mình để cỡ khoảng 10 phút, mình cho cái thịt nó thấm cái gia vị rồi. Thì mình sẽ dùng cái lòng đỏ trứng,
mình không có dùng, mình không có dùng cái lòng trắng, mình sẽ dùng cái lòng đỏ thôi. Mình dùng hai cái lòng đỏ. Mình trộn chung cho nó thấm có khoảng 15 phút á. Rồi mình mới lăn với cái bột chiên giòn. Mình đem đi chiên.